Ngày 1 tháng 10 năm 2021, tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 về 136 ca COVID-19 tử vong, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Việt Nam kể từ đầu dịch lên 19.437 ca. 136 ca tử vong được ghi nhận tại 11 tỉnh, thành phố gồm tại thành phố Hồ Chí Minh 96 ca, tại Bình Dương 19 ca, tại Long An 5 ca, tại Đồng Nai 5 ca, tại Cần Thơ 3 ca, tại An Giang 2 ca, tại Tiền Giang 2 ca, tại Đồng Tháp 1 ca, tại Bình Phước 1 ca, tại Cà Mau 1 ca, tại Kiên Giang 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 167 ca một ngày. Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.437 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.